Cũng như chồng em cũng có về vợ nhỏ, rồi anh đánh đập em, rồi anh đuổi em, không cho về nhà, anh phá cửa lại anh cho vô, rồi xong cái anh quýnh em, rồi xong rồi ít ngày cái anh kêu em về, em về mới có 2-3 ngày anh đuổi em đi ra, anh đóng cửa khóa cửa lại anh cho em đi vô. Là anh có nói sao với chị? Anh nói anh giờ anh không thương nữa, anh đuổi mẹ con, ba mẹ con đi. Và đuổi cả ba mẹ con luôn. Thì ngày mà chị đi như vậy thì chị có kịp thu dọn đồ đạc gì không? Dạ, hồi em thu dọn đồ đạc là em mới vừa ra là anh đốt đồ em hết trơn. Tài mến chào quý cô chú anh chị đến với video tiếp theo của Tài. Tài chúc quý cô chú anh chị có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Và hôm nay thì Tài và anh Đồng đang có mặt ở Trà Vinh để mà chia sẻ một hoàn cảnh đến quý cô chú anh chị mình. Đó chính là ba mẹ con sống trong một căn chòi lá sập xệ. Ở phía sau lưng Tài đây nào quý cô chú anh chị. Thì hoàn cảnh của chị rất là đẩy đưa luôn khi mà người chồng của chị rước một cái nhân tình mới về đây, sau đó là đánh đập chị, đốt hết tất cả đồ của chị và đuổi chị đi. Và ba mẹ con sống tạm bợ trong căn chòi này. Công việc hàng ngày của chị đó chính là đi dặm lúa, mướn lúa thuê cho người ta để mà kiếm đồng tiền sinh sống hàng ngày. Và cái câu chuyện của gia đình của chị như là chia sẻ hoàn cảnh của chị như thế nào thì sau đây Tài mời quý cô chú anh chị đồng hành cùng với Tài và anh Đồng vào bên trong cái ngôi nhà lá này để mà tìm hiểu về hoàn cảnh của chị gọi hơn nhau quý cô chú anh chị. Phía trước đồng với quý cô chú anh chị là căn nhà tranh rất là nhỏ và mục nát, mà hiện tại thì ba mẹ con nương tựa sống ở trong này kể từ khi bị người chồng, người cha đuổi và đánh và đuổi ra khỏi nhà. Để hiểu rõ hơn hoàn cảnh thì đồng sẽ di chuyển vào tìm ba mẹ con để trò chuyện rõ hơn hoàn cảnh. Trước khi đi vào thì quý cô chú anh chị với đồng có thể quan sát một lần này. Ngôi nhà tranh rất là nhỏ, được dựng giống như là dựng tạm bợ để ba mẹ con có chỗ che nắng che mưa. Chị ơi. Dạ em chào chị. Chú chào hai con nha. Bây giờ nắng vô tới đây luôn hả? Dạ chị ơi em chào chị. Dạ em chào anh. Chú chào con trai nha. Dạ con chào chú. Chị ơi hôm nay thì em được một người anh á giới thiệu về hoàn cảnh của ba mẹ con. Dạ. Thì nghe người anh chia sẻ sơ sơ thì rất là thương. Do vậy hôm nay thì em có chuyến về Trà Vinh mình thì muốn ghé thăm ba mẹ con. Đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe ba mẹ con vậy đó. Thứ hai là muốn tìm hiểu hoàn cảnh để kết nối với quý nhà hảo tâm xem có giúp đỡ được ba mẹ con gì trong cuộc sống á. Trước khi trò chuyện về hoàn cảnh của gia đình mình á, chị có thể cho em với quý ông bà cô bác biết được chị tên gì không chị? Trương Thị Cẩm Tú. Dạ, năm nay chị nhiêu tuổi rồi chị Tú ha? Dạ em 36. Dạ, là chị là người dân địa phương đây luôn hay sao chị? Dạ khác. Là chị người ở đâu? Ở ấp Trường Hội, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Long. À, vậy là chị lấy chồng về Trà Vinh này? Dạ. Dạ. Thì hiện tại công việc của chị là làm gì? Em đi mần mướn anh. À, hồi nãy thì em vội vô thì thấy ba mẹ con thì hình như ở ngoài ruộng vô hay sao chị? Dạ em đi ruộng dặm lúa cho bà chồng em. À, là công việc hàng ngày là chị đi dặm lúa thuê hay sao? Dạ, rồi đi mần cỏ mướn, người đi cắt tắc. À. Người ta mướn về em làm đấy. À, ngày như vậy thì được nhiều tiền không chị ha? Ngày có 100 ngàn. Ngày 100 ngàn? Dạ. Là làm từ mần sáng cỏ. Tới chiều luôn hả? Dạ. Là sáng từ mấy giờ mà tới mấy giờ chị? Từ 6 giờ đến 2 giờ. À, 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Dạ. Là được 100 ngàn. Dạ. À, chú chào con trai nha. Dạ. Con trai tên gì? Con tên Triệu Hải Tường. Ui, tên đẹp quá. Tên như diễn viên Hàn Quốc luôn. Là con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 14. Ua, 14 tuổi mà nhỏ xíu vậy. Là hiện tại thì con còn đi học không? Dạ, không. Ủa, lẽ ra 14 tuổi là còn đi học mà chị? Nó thi hai lần đó, nó rớt à. Thi chuyển cấp hả? Thì là 6 lên 7 à. À, 2 năm liên tục. Ừ. Là không có đậu nên bé nghỉ luôn. Dạ. À. Còn bé trong kia thì tên gì chị? Triệu Minh Thông. À, năm nay bé nhiêu tuổi rồi? Dạ 4 tuổi. Hình như bé thì sợ hay sao? Dạ. Hồi nãy em vô thì thấy bé chạy núp vô trong đó và khóc nữa là sao chị? Nó sợ. À, sợ người lạ hả? Dạ. Dạ. Ủa, hồi chiều là khi mà em tới đây thấy ba mẹ con cùng đi làm luôn hả?
hay là hai bé này đi bắt cua hay mò ốc? Dạ, hai đứa này nó đi hái rau. À, hái rau để chiều về nấu ha. Dạ. Là mẹ thì làm ruộng, ba hai con thì đi tìm rau. Dạ. Dạ. Thì em có chia sẻ, nghe chia sẻ sơ sơ về cuộc sống hôn nhân gia đình của chị á, thì cũng gặp cái gì đó trục trặc nên chị bị đuổi về đây. Thì chị có thể chia sẻ sơ câu chuyện về tại sao mà hiện tại là ba mẹ con lại ở trong cái túp lều tranh như vậy và không có người chồng ở đây á, chị chia sẻ được không chị? Cũng người chồng mà em cũng có về vợ nhỏ, thì anh đánh đập em rồi anh đuổi em, không cho về nhà, anh phá cửa lại anh cho vô. Ừ, câu chuyện như thế nào chị có thể chia sẻ kỹ hơn được không chị? Là vào khoảng thời gian nào như thế nào á? Vào năm 2020 á. À. Anh có vợ nhà, có vợ nhỏ. Rồi xong cái anh quýnh em. Rồi xong rồi ít ngày cái anh kêu em về, mới có 2-3 ngày anh đuổi em đi ra, anh đóng cửa khóa cửa lại anh cho em đi vô. Là anh nói sao với chị? Anh ơi, anh giờ anh không thương nữa, anh đuổi mẹ ba mẹ con đi. Và đuổi cả ba mẹ con luôn? Yeah. Wow. Thì ngày mà chị đi như vậy thì chị có kịp thu dọn đồ đạc gì không? Dạ, hồi em thu dọn đồ đạc là em mới vừa ra là anh đốt đồ em hết trơn. Ôi trời ơi, đốt hết đồ chị luôn? Dạ. Yeah. Chưa kịp lấy đồ mà anh đốt hết luôn rồi? Dạ. Yeah. Vậy là khi mà ba mẹ con đi là giống như trắng tay vậy, không có cái gì luôn hả? Dạ. Yeah. Đồ áo cũng không, rồi mọi thứ cũng không luôn. Dạ. Yeah. Là sao, là khi đang sống hạnh phúc vậy là anh nhà là dắt vợ bé về nhà mình luôn hay sao chị? Cũng như anh vừa cũng quýnh đập em rồi anh dẫn vợ bé về nhà. À, vậy là anh quýnh đập chị xong rồi dắt về bà vợ bé về nhà luôn. Dạ. Yeah. Là chị có thấy người vợ bé đó trong ngôi nhà hai anh chị ở luôn dạ, hả? Dạ có. Ôi trời. Thương là thương cho hai người con này chị ha. Rồi là đồ con cái thì có kịp lấy không? Dạ không. Đốt luôn? Hai đứa nhỏ thì anh không đốt đồ em không? Dạ. Là khi ra đi thì anh có nói câu gì với chị không? Ừ, anh nói giờ tao không thương mày nữa, mày đi đâu mày đi. Vậy là đuổi đi luôn? Dạ. Là tự chị với hai bé thì về đây là được lâu chưa? Dạ em mới về đây mới có mấy tháng à. Thì trước giờ sau khi chồng đuổi đi thì ở đâu? Em ở về bên bà già ruột em á. Là bên bà già ruột hả? Dạ em mới là về... mẹ chị ha. Dạ. Là bà ngoại của mấy bé. Dạ. À, rồi sau lại về đây cũng như ở bển, ở có người cậu nó cũng như hai đứa nít chơi nhau quýnh lộn lạo rồi chơi rồi anh đuổi em về luôn. À. Em mới về hồi tháng 2 cắt nhà, em mới ở đây. Dạ. Thương quá. Thì không hiểu sao mà tự nhiên trước đó thì anh chị có cái gọi là cái xích mích gì không? Thì em không có gì, cũng như anh có vợ nhỏ rồi em nói vậy rồi qua tiếng lại rồi em nói chứ bữa đó anh điện nhỏ đó hoài luôn. Cái em kê vô em chửi nhỏ đó rồi anh gục quýnh em. Dạ. Tội ghê, con trai giờ thì cũng không được đi học luôn. Là thi hai lần là bé tự nghỉ hay là do điều kiện khó khăn chị? Yeah, em đi mà mướn em cũng không có tiền cho nó đi học nữa. Dạ. Tội quá, giờ hiện tại bé ở nhà thì có đi phụ giúp gì chị không hay là chị ở nhà trông em thôi? Nó nhà trông em đi làm. Dạ. Lâu lâu là đi mò cua bắt ốc hay rau vậy chị ha? Dạ. Ba mẹ con sống. Thì ba mẹ con hiện tại là về đây là nhà bên ngoại hay bên nội chị? Này bên nội. À. Ủa là sao em vẫn chưa hiểu lắm? Là nhà bên nội là ba mẹ của chồng hả? Dạ. Là bên ba, bên ba đây. Mẹ đẻ hay sao? Đây là bà và chồng. Nhà ở đây là ở bà và chồng, còn quê em ở bên Vũng Liêm nữa. À, nghĩa là sau khi bị người chồng xua đuổi như vậy thì mẹ chồng vẫn thương yêu ba mẹ con. Dạ. Và cất cho một cái túp lều ở đây ha. Dạ. Dạ. Hiện tại thì đây là ngôi nhà của ba mẹ con hiện tại đang sống này, quý cô chú anh chị. Ngôi nhà này tròn vòn vẹn chắc tầm bề ngang tầm 5 mét, chiều dài chắc cũng tầm được
4-5 mét gì đó chị ha. Tầm độ 20 mét vuông gì đó. Là tối mà hai mẹ, ba mẹ con là ngủ đây luôn hả? Dạ. Ôi, ba mẹ con chung một cái giường vậy. Nhà này thì bình thường thì có dột nhiều không chị? Mưa miếng mưa lớn thì nó dột. Dạ. Còn bé kia thì hồi nãy em quên hỏi, bé kia có được đi học không? Dạ chưa. Là 4 tuổi rồi hả? Dạ. 4 tuổi thì nếu mà học là giờ học là mầm non rồi ha. Dạ. Để lên lớp 1 rồi. Lớp 6 là 6 tuổi vô lớp 1. Là sang năm chắc cũng phải cho đi học chị ha. Dạ. Dạ. Thì bé này thì có tính là cho đi học lại không? Cho nó đi học lại nhưng mà nó không chịu học, nó nghỉ thì lại hai ba lần nữa. Nhìn mặt của bé cũng rất là cưng và sáng sủa luôn nè, đẹp trai nữa. Sao không chịu đi học con? Con trai. Chú hỏi rồi. Trả lời chú coi, sao con không chịu đi học nữa? Hả? Sao không trả lời? Con cứ nói bình thường đi. Dạ con. Nói lớn lên nào, đừng sợ gì hết à. Con sao là do là mình ở lại nhiều lớp mình ngại hay sao? Phải không? À... Dạ gật đầu gì. Không sao đâu chị. Tại bé cũng chắc cũng do gia đình xảy ra nhiều biến cố như vậy á. Dạ. Mà khi mà người mẹ mà bị ba rệt quấn như vậy thì bà con hàng xóm có ai thấy không? Dạ có. Dạ. Rồi là hai chắc hai con cũng chứng kiến luôn ha. Dạ. Trời ơi, bé mấy bé mà nhỏ tuổi vậy chị, mà chứng kiến cái cảnh mà ba mẹ mà vậy thì chắc mấy bé cũng sợ lắm chị. Dạ. Anh muốn cửa quýnh em rồi, thằng này nó hốt ngày em đi ẩm đi qua trốn nhà người khác ở. Dạ. Là khi mà người chồng mà quýnh chị rợt gấn vậy là anh hai thì ấm em đi trốn luôn. Dạ. Chắc sợ. Dạ. Sau này để lại một cái nỗi sợ hãi gì, một cái vết gì đó trong đầu mấy bé thì tội lắm. Dạ. Chị có thể dắt em đi thăm một vòng căn nhà được không chị? Dạ được. Đầu tiên đây là cái gian phòng ngủ này quý cô chú anh chị. Cái này là chị về đây mới dựng hay là sao chị? Dạ em về đây dựng. À, là bên gia đình bên này cũng hỗ trợ chị dựng một cái căn nhà như vậy ha. Dạ. Cái này thì toàn bộ là tận dụng, chắc là gia đình có cái gì xài cái đó chị ha. Dạ. Cũng như là tranh này, vách tranh này, tre này là chắc gia đình có hết. Dạ. Dạ. Và sao gia đình mình không đặt cái giường trong này mình ngủ chị? Trong này thì kín đáo hơn. Trong này ấy sao độ. À, ngủ ngoài phòng khách như vậy. Là dưới này là thành là cái bếp nấu ăn luôn chị ha. Dạ. Ở đây thì mình xài nước gì chị? Mình xài nước mưa. Nước mưa hả? Hả? Là không biển, có nước quan. Miếng nước cạn thì em xách nước lên em lóng. Xách nước ở đâu? Xách nước ở bên hồ bên đây. À vậy hả? Dạ. Đi ra cho em thăm cái chỗ. Chỗ này là chỗ chị nấu ăn hả? Dạ. Là nhà mình nấu bếp củi không hả? Dạ nấu bếp củi. À, nấu bằng lá dừa. Rồi củi này chắc là đi lụm ngoài mấy cái vườn cây chị ha? Dạ. Hiện tại thì ba mẹ con thì có ruộng vườn gì không? Dạ không. Không có luôn hả? Dạ. Là khi chị mà về đây mà bị người chồng đối xử như vậy thì bên gia đình, bên mẹ chị có biết không? Dạ biết. Bên ngoại á? Dạ biết. Có kêu là về bên đó sống không? Cũng như đợt khóm thì em kêu mẹ em kêu dì bà ảnh rồi mà có anh ruột em á. Thì ở lâu á rồi... cũng như hai đứa chơi, hai nít chơi quýnh lộn lào á. À, vậy rồi xích mít á, rồi à. Đuổi ba mẹ con gì bên đây luôn. Về đó cũng bị đuổi luôn. Dạ. Phụ nữ thì lấy chồng thì giống như một canh bạc vậy chứ ha. Dạ. Gặp người chồng tốt thì mình sẽ hạnh phúc, gặp người chồng mà không tốt á. Thì cuộc sống mình sau này giống như đi vào đường cùng chứ ha. Dạ. Bao nhiêu nỗi khổ nhục, bao nhiêu nỗi... tủi hờn á, và những người con thì không ba này, là giờ còn không được đi học nữa, phải sống trong một cái ngôi nhà tranh như vậy. Hiện tại thì cái chỗ này sau này là chỗ gì chị? Chỗ hứng nước mưa của chị hả? Không có hứng mưa trên trước à. À dạ. Ôi cái cửa này thì đóng lại chị làm chắc làm chị đóng lại em xem với. Đợi làm chắc có vậy chị ha.
Dạ, nó gãi hai cây này mà em chưa có chở, em chưa có làm lại. Ôi, cái này thì đi đi vắng trộm nó vô mất. Có gì đâu mà. À, là đóng cho có vậy ha. Dạ. Sau này thì nguồn nước thải này cũng rất là bẩn luôn. Cái này hồ của tiêu anh, còn hồ bên đó mới, em mới sắp nước lên mới đóng. Bên đó hả? Dạ. Mình đi vòng đường kia đi chị. Đi vòng đường này là lên được cái chỗ chị hứng nước luôn đúng không? Dạ. Bình thường thì đâu vẫn nuôi được con heo nè. Con heo của bà và chồng em ạ. À, cho xin luôn đi. Xin luôn, ba mẹ con chăn nuôi gia tăng sản xuất, có tiền sinh hoạt các chị. Heo này là heo mọi à chị? Heo mọi. Dạ. Quay cho bà con cô bác ở, nước ngoài biết xem luôn. Là chị là bình thường giặt đồ ở đâu? Em giặt đồ đây, em giặt đồ đây luôn. Dạ, là nước, hồi nãy chị nói là lấy nước cái dưới này lóng lên hả? Dạ. Dơ vậy sao xài chị? Dơ quá. Ăn dậy bệnh chết luôn á. Cũng như em lóng nước thì em rửa chén rồi, còn nấu ăn thì nấu nước mưa. À. Vậy thì em rửa rau thì lóng phèn. Ôi con trai ra kìa. Rồi đi vô chị. Em hướng cái lu này nè, là ấy nước mưa. À, em thấy cái vòi này nè. Ôi nước dơ quá. Em thấy cái vòi này là chị làm cái máng trên đó là hứng nước mưa đó hả? Dạ. Là cái này chắc chị tự chế tạo làm quá. Dạ. Dạ, hứng trên đó quý cô chú anh chị, cái can chị cắt một nửa xong rồi theo cái đường dây này nè. Đấy, chạy vô đây. Là lóng được bao nhiêu là đổ vô đây à chị? Lóng cái lu đó chứ lu này sách thì không nổi. Dạ. Lu này là hứng nước mưa. Máy tranh này thì do mới dựng xong này thì cũng còn mới chị ha. Dạ. Buổi tối tới nhà có dột nhiều không chị? Chắc mới làm cũng đỡ dột hơn ha. Dạ. Mới làm đỡ gì ạ? Dạ. Mình vô nhà chị. Con trai ơi vô nhà chơi con. Dạ. Nãy sợ giờ quen hả? Bên đó hình như là ngôi nhà của bên mẹ chồng. Dạ. Là nghĩa là người chồng hiện tại là có ngôi nhà khác. Hả? Dạ. Mà con ruột hay là con nuôi? Con nuôi. À, hồi nãy thì em nói chờ, em nghe chị nói thì chưa hiểu lắm. Nghĩa là cái người chồng của chị là con nuôi của mẹ chồng. Của mẹ chồng chứ không phải con ruột. Dạ. Yeah. À, chứ hồi nãy em nói ủa sao con ruột mà là lại đuổi chị mà mẹ chồng lại đón với chị về đây để cưu mang. Dạ. Yeah. Cũng như hồi nhỏ ảnh ở bệnh viện á. Người ta bỏ rồi, mẹ bá xin gì mới nuôi. Dạ. Vậy là cô đây cũng tốt ha, khi bị ba mẹ con mà không còn đường nào để đi cũng đón về cưu mang đây chị ha. Dạ. Cũng cho miếng đất đấy để cất, chắc cái này là cho ở tạm thôi chị ha. Chứ dạ. Đâu cho ở lâu dài được. Dạ, bá cho luôn. Cho luôn hả? Dạ. Có giấy tờ gì chưa? Dạ có. Cất rồi hả? Cho giấy tờ rồi hả? Có viết tay cho giấy tờ không? Có. À, vậy cũng đỡ chứ sau này nếu mà không cho ở nữa thì ba mẹ con không biết sống ở đâu á. Dạ. Thì ngoài công việc mà đi làm thuê ai kêu nì gì làm đấy thì chị có dự tính là ba mẹ con sẽ đi đâu để làm không? Dạ không, em bằng vòng vòng đây. À, có tính lên Sài Gòn hay Bình Dương làm công ty gì không? Dạ không. Dạ. Trước giờ đã lên trên đó lần nào chưa chị? Hồi đó thì vợ chồng em đi mận á, hồi chưa xích mích gì ra mà hai chồng em đi làm. Dạ. Thì sau khi mà khoảng thời gian mà anh đuổi chị như vậy á, thì hiện tại thì anh có hay ghé thăm ba mẹ con không? Dạ không. À, vậy thì trên mặt pháp lý hiện tại thì đã ra tòa ly dị gì chứ chị? Đã rồi. Xong xuôi hết hả? Dạ. Rồi anh có phụ cấp gì cho hai con không? Dạ không. Ủa? Nếu theo mà pháp luật hiện tại, nếu mà ly dị mà chị vẫn nuôi con thì hai bé chưa đủ 18 thì anh phải trợ cấp hàng tháng chứ? Anh cấp dưỡng không nổi. Ủa, cái đó khi ra tòa là có đơn ký mà chị? Thì có đơn ký rồi, ký ly dị rồi, còn cấp dưỡng bữa hổm
tòa án ghi lộn rồi ghi lại kêu kêu em ra ký, em ký rồi kêu kêu ảnh ra ký lại, ảnh không đi, rồi tòa kia điện điện hoài ảnh không bắt máy, đổ chuông mà ảnh không bắt máy. À, giống như anh trốn tránh trách nhiệm để phụ cấp nuôi hai con vậy đó. Dạ Dạ cũng như khi người ta kia tòa kêu ra ký đặng người ta đưa giấy quyết định ly hôn á anh. Dạ Vậy là giống như là anh nhà mình trốn tránh trách nhiệm phụ cấp chị nhà nuôi hai con vậy đó. Dạ Rất là thương quý cô chú anh chị. Cái nền thì hiện tại là ở đây là nền đất hết này, nó gồ ghề chị ha. Là buổi tối ba mẹ con ngủ đây thì chỉ có một cái chiếc quạt thôi, cái chỗ này chắc muỗi nhiều dữ lắm. Dạ, tối mũi đi cắn. Dạ thì hiện tại thì cuộc sống như vậy thì chị có cái dự định gì không để thay đổi tương lai không, là mình sẽ đi đi hướng nào, chị có tính bước thêm bước nữa không Dạ không, sao ạ? anh thấy em ngán rồi anh ơi. Là giờ sợ quá hả, Dạ sợ quá. muốn ở dạy nuôi con đây ha, Dạ giờ chỗ dựa duy nhất là hai người hai con. hai đứa con. Dạ hai bé thì chắc cũng ngoan á, thấy hiền hiền khô à, bé Dạ kia có vẻ ít nói chị ha. Dạ Giờ tội nhất là tội bé này không được đi học này, không biết sau này tương lai sao á, chị làm sao mà thuyết phục em đi học đi, em nghỉ lâu chưa chị? Dạ mới nghỉ đây có mấy tháng à. À, nghĩa là đầu năm học là nghỉ đó hả? Hồi chưa nghỉ hè. À, nghĩa cũng mới đây thôi. Dạ Là nếu mà năm nay học là học lại lớp 4 rồi. năm nay là không học, năm nay miễn lên lớp là học lớp 7 rồi. À, dạ. Con trai ơi, con cố gắng đi học lại đi. Sao vậy? Sao nghe mẹ nói thì con lại rưng rức nước mắt vậy? Con thương mẹ không? Thương nhiều không? Nhiều. Thương mẹ thì đi học đi cho mẹ vui. Hay là sợ mẹ không có tiền? Hả? Nếu sẽ mất tiền. Mẹ lo được không mẹ? Nói cho em biết đi. Mẹ lo được không? Dạ không. Ừ, thì mẹ giờ làm 100.000 rồi mà chi tiêu trong gia đình thì ngày cũng hết cả... Mình mà khém khém thì cũng hết cả mấy chục rồi chị ha. Dạ. Ví dụ như ăn sáng này, ăn trưa này, rồi ăn tối nữa. Đâu có đủ nữa. Ngoài việc ăn uống rồi còn tiền sinh hoạt nữa chị ha, tiền Dạ. điện nữa. Hay là Dạ. nghĩ về cuộc sống của mình có nhiều cơ cực quá. Dạ hai con. Hai con thì ai sinh ra con ra cũng muốn bằng bạn bằng bè ha, Dạ. con mình bằng con người ta, được tới trường này, được đầy đủ này, là có trọn vẹn tình thương cha mẹ. Nhưng mà hiện tại thì cha như vậy theo một mối tình mới thì đuổi cả ba mẹ con về đây luôn. Dạ. Con trai ơi, con trai hiện tại thì có ước mong gì không? Dạ có. Ước mong gì nói cho chú với bà con cô bác nghe đi. Dạ ước có một căn nhà kín đáo. À, là cứ ước là có chỗ ngủ kín đáo hết ha. Ừ, có ước có nhà vệ sinh để tắm chứ nó kín đáo không? Dạ muốn. Hiện tại giờ chắc đi tắm rồi là đi nhờ bà không á chị ha. Dạ. Nhà vệ sinh cũng nhờ bà luôn. Dạ. Dạ. Nhờ thì cũng đâu có nhờ được suốt đời chị ha. Dạ. Có một cái riêng thì nó tốt hơn. Chị thì hiện tại thì cuộc sống như vậy thì em biết rất là khó khăn đó. Thì chị có ước mong gì không chị? Em ước mong có căn nhà. Ước mong có căn nhà cho ba mẹ con sống hả? Dạ. Hiện tại mà nếu mà mình có tiền thì có xây dựng được trên đất này không chị? Đất này thì bà cho luôn rồi, có được phép xây đây không? Dạ được. Được hả? Dạ. Thì Đồng xin phép quay một vòng căn nhà nữa quý cô chú anh chị. Hiện tại thì căn nhà tranh thì sau khi ba mẹ con bị người chồng đuổi ra khỏi nhà và không còn nơi nào để đi thì ba mẹ con về đây được cất tạm một căn lều. Cái này không gọi là căn nhà nữa chứ ha, giống như căn lều vậy đó, túp lều nha. Rất là thương luôn. Bé trai hiện tại thì chắc sợ quá chạy đi nữa rồi. Thật sự quý cô chú anh chị rất là thương luôn, đi thăm một vòng căn nhà, trong căn nhà thì trống không à, không có gì hết luôn chị ha. Cái giá trị nhất hiện tại chắc là cái chỗ chị với em đang ngồi đấy ha, là chiếc giường để hàng đêm ba mẹ con ngủ với chiếc quạt. Tại vì quý cô chú anh chị hồi nãy chị chia sẻ là
khi đi là ba mẹ con trắng tay không còn gì hết, đúng dạ, không chị? Dạ. Đồ áo cũng bị đốt hết. Dạ. Dạ, rất là thương luôn. Tương lai sau này thì hai bé không biết sao nữa chị ha. Dạ. Chị có bao giờ mà ngồi mà nghĩ lại tương lai hai bé như thế nào chưa? Em nghĩ sau này nữa ha, hai đứa lớn đi mừng phụ em chứ bây giờ mình gánh không nổi. Con trai lại đây chú nè, lắc chú gửi tiền mua bánh lại đấy. Lại đấy. À, con trai ơi. Dạ. À ngoan quá, lát chú gửi bạn tiền mua bánh nha. Dạ. Con trai tên gì? Tên mẹ. Tên gì? Sao lại tên mẹ? Tên Minh Thông. Minh Thông. Ừ, con trai bao nhiêu tuổi? 1 tuổi. 4. Sao? Bốn. Là chưa biết gì hết chị. Dạ chưa. Tên mẹ là sao? Tên mẹ là sao? Là con của mẹ hả? Dạ. Ừ, ba con đâu? Ba con ở nhà. Nhà nào? Nhà kia. Nhà nào? Nhà cho mẹ. À, mẹ nhà ngoại á. À, nhà ngoại mà nhà lúc trước bị đuổi hả? Dạ. Ừ, con trai, chú hỏi xíu nha. Khi mà khoảng thời gian mà ba đuổi đánh mẹ thì con có chứng kiến không? Dạ có. Là sao con thấy sao? Là khi đó con thấy sao? Con thấy ba làm sao mẹ? Dạ, gượt quý mẹ con. Ừ, khi đó con sợ không? Dạ, sợ. Giờ hiện tại thì con trai là thương thương ba hay thương mẹ nhiều hơn? Dạ, thương mẹ nhiều hơn. Sao lại thương mẹ? Sao? Con cứ nói trong lòng của con nghĩ sao con nói vậy đi. Sao lại thương mẹ nhiều hơn? Hả? Nói. Con trai có vẻ ít nói chị ạ? Dạ. Không được lanh hay sao chị? Dạ, không lanh. À. Thì thôi hôm nay thì em tới thăm gia đình như vậy, chị như vậy á. Thì biết được hoàn cảnh của ba mẹ con như vậy rất là thương. Đầu tiên là em hỏi thăm sức khỏe ba mẹ con vậy đó. Sau đó thì em muốn trích một ít quý của quý nhà hảo tâm gửi thì để cho ba mẹ con có mua những bao gạo, những chai nước tương, nước mắm chị ha. Dạ. Yeah. Chị đếm giùm em coi đủ 2 triệu chưa? Chị đếm đi. Mẹ đếm rồi mẹ cho con nha. Dạ. À, số tiền này quý của chú chị là của chị Trâm Phan ở Mỹ. Cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Đếm tiền rung quá rồi. Sao rồi chị? Sao rung dữ ạ? Đủ không chị? Dạ. Đủ không? Dạ. Thiếu để em gửi thêm. Đúng. Dạ. Thì chị gửi lời gì đến quý ông bà cô bác không? Dạ em cảm ơn ông bà cô bác. Dạ. Thì con trai gửi lời gì đến ông bà cô bác không con? Con dạ, cảm ơn ông bà cô cảm bác. Cảm ơn ông bà cô bác. Ừ, con chúc ông bà cô bác nhiều sức khỏe đi. Con chúc ông bà cô ông bác. Ông bà cô bác nhiều sức khỏe. Nhiều sức khỏe. Con trai. Ừ. Chúc ông bà nhiều cô bác nhiều sức khỏe đi. Chúc khỏe. Ông bà. Chúc ông bà. Ừ. Cô bác. Cô bác. Nhiều sức khỏe. Nhiều sức khỏe. Con trai biết hát bài gì không? Có biết hát bài gì không? Dạ, biết chưa. Hát ba thương con không? Chưa được đi học. À, hát nghe coi. Hả? Hát bài hát nghe coi. Chưa biết hát. Chưa được đi học. Dạ. Dạ. Thì đồng cũng thay mặt những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống gửi lời cảm ơn tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị rất là nhiều. Hy vọng thì đủ duyên để giúp đỡ cho ba mẹ con. Quý cô chú anh chị có thể ủng hộ ba mẹ con bằng cách là xem video, like, chia sẻ lên các trang mạng để cho nhiều tấm lòng biết được về hoàn cảnh của hai ba mẹ con hơn, để chung tay giúp đỡ cho ba mẹ con có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Chứ giờ tương lai cũng giống như là mù mịt đen tối vậy chị ha. Dạ. Chị cũng không biết sao nữa. Cứ ngày nào người ta kêu làm thì mình cứ làm vậy để duy trì cuộc sống ngày này qua ngày kia ha. Dạ. Ăn hôm nay thì tính buổi trưa thì tính buổi tối vậy thôi chị ha. Dạ. À, chúc chị nhiều sức khỏe, chúc hai con ngoan nghe lời mẹ nha, con trai nha.
Dạ, Đồng cũng xin phép kết thúc video tại đây. Đồng kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo của Đồng. Đồng và ba mẹ con chào quý cô chú anh chị.